chứ mình chưa mình đâu nấu cơm đâu. Đúng rồi đó, đó hai chiếc cây nhìn khác nhau đó nè, ba đồng ký. Nó nhìn cái tạc này hằng nè, đó orange này nè, thấy không? Cam nhiều vô, cam nhiều vô, đúng rồi. Rồi. Mười đồng không? Thì em mua gì anh nhiều mua thôi. Ừ quá cũng được. Thôi em với Hình có thể đi toilet rồi anh chạy để cách đồ hay sao không? Nho 9 đồng ký. Bao cổ bên kia. Không kìn hả? Rồi. Rồi bỏ không hả? Mày bỏ không? Ủa, mũ hết bom, cái xe quá lạnh mình hết rồi. Mình có đậu, mình có đậu. Mịt trẻ màu xanh. Cà như quỳnh Việt Nam. Bốn đồng. Phải không? Trăm nó đồng. Mịt trẻ 3 đồng. Trẻ hả? Anh biết canh đậm dễ hay là... Mịt để thôi. Ồ, 3 đồng bó hè. Thôi đụng.
là nấm xèo cũng được. Trứng, đây mình đủ trứng. Đang tính là cứ hỏi thì à, nhà con ham mà với lại con cá cái hộp mà đến hôm không đi chợ được. Lâu hơn. Thì nó cầm cái tủy heo hút một. Thật quá nó không. Chứ họ thử không? À ha, cái xảo nữa hả? Nếu không rồi thì không gọi là xui đi. Không nói nữa. Chị ăn trong phi đây.